Chương 5 Pháp Y Đàn Việt Thí Y Một Một Kỳ vực thỉnh nguyện Đức Phật ở tại thành Vương Xá Bây giờ, nhũ mẫu của kỳ vực tắm rửa cho kỳ vực Xem kỹ thấy tướng của kỳ vực mà buồn tiếc Cảm nhận được điều đó Kỳ vực liền hỏi mẹ tại sao mẹ nhìn con với dáng vẻ buồn bã như vậy nhũ mẫu nói mẹ hận vì thân con có tướng thù đạt mà tâm ý của con chưa gần được phật pháp chúng tăng kỳ vật nghe rồi khen lành thay lành thay mẹ đã có thể dạy con điều đó kỳ vật liền mặc áo mới đi đến chỗ đức phật từ xa thấy Đức Thế Tôn dung nghi đỉnh đặc, có 32 tướng của đại nhân. Vần ánh sáng tỏa ra một tầm giống như núi vàng, sanh lòng tín kính. Kỳ vực đến trước Phật, kính lễ sát chân ngài, rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật vì kỳ vực nói các pháp nhiệm màu, chỉ dạy sự lợi ích để được hoan hỷ. Như luận về việc bố thí trì giới và sanh thiên. Tại gia là nhiễm lụy, xuất gia không đắm trước. Những pháp trợ đạo như vậy làm sáng tỏ vấn đề. Đức Phật lại nói tiếp những pháp mà chư Phật thường nói là khổ, tập, diệt, đạo. Kỳ vực từ chỗ ngồi, xa trần, lìa cấu, đặng con mắt pháp trong sạch. Thấy pháp đắc quả rồi, quy y Phật, Pháp, Tăng và thọ năm giới. Kỳ vực khéo phân biệt được ngọn, ngành, tướng của âm thanh. Đức Phật dẫn kỳ vực đến nơi gò xương cốt. Ngài chỉ đầu lâu của năm người. Kỳ vực gõ từng cái, bạch Phật. Cái đầu lâu thứ nhất này sanh vào địa ngục. Đầu lâu thứ hai sanh nơi súc sanh. Cái thứ ba sanh nơi ngạ quỷ. Cái thứ tư, sanh vào cõi người. Cái thứ năm, sanh vào cõi trời. Đức Phật dạy, lành thay, ông nói đúng cả. Đức Phật lại chỉ một cái đầu lâu, kỳ vượt gõ ba lần, không biết sanh ở đâu. Bạch Phật, con không biết người này sanh vào cõi nào. Đức Phật dạy, ông không biết là phải, Tại sao vậy? Đây là đầu lâu của vị A-la-hán, không còn có chỗ sanh. Bây giờ, Đức Thế Tôn thân bị bệnh nhẹ, bảo a nan Bệnh của ta nên uống thuốc sổ, thổ hạ. a nan bạch Phật, nên nói với kỳ vực. Được a nan đến thông báo, kỳ vực nói tôi không thể dùng thuốc thường để chữa bệnh phật tôi sẽ bào chế thứ thuốc của chuyển luân thánh vương dùng để dâng lên đức thí tôn kỳ vật dùng thuốc ba loại hoa ưu bát la ướp chung đem đến chỗ đức phật bạch xin ngài ngửi hoa này ngửi một hoa sẽ có mười lần sổ ba hoa sẽ có ba mươi lần bệnh sẽ khỏi hoàn toàn đức thế tôn liền ngửi hai hoa sổ được hai mươi lần một hoa còn lại được chín lần không bao lâu kỳ vật lại đến chỗ phật bạch ngửi hoa có sổ được không sổ nhiều hay ít đức phật dạy ngửi thuốc tuy sổ được nhưng còn thiếu một cái kỳ vật bạch phật nên uống nước nóng Đức Phật liền uống, bèn hạ thêm được một cái, bệnh được lành hẳn. Kỳ vật lại thưa, cần phải bổ dưỡng, con sẽ tùy thời cúng dường những thứ cần dùng. Đức Phật thọ nhận bằng cách im lặng. Kỳ vật nấu canh bằng gạo chiên đàn, dân cúng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng rồi. Kỳ vật lại bạch. Con trị bệnh cho quốc vương, thần dân nhận được hàng trăm ngàn lượng vàng, bảy món quý báu, nhiều vô số, hoặc nhận được tụ lạc, hoặc nhận được một ấp. Cuối sinh Đức Thế Tôn cho con một lời nguyện nhỏ. Đức Phật dạy, các Đức Phật như lai đã vượt qua các lời nguyện. Kỳ vượt lại bạch Phật, Xin Phật cho con được nguyện một lời. Đức Phật dạy, nếu hợp lý thì không trái với ý của ngươi. Khi ấy, kỳ vật liền dùng một chiếc y quý giá, trị giá bằng một nửa nước, dâng lên Đức Phật, bạch. Đây là chiếc y, trong các chiếc y, nó là tối thắng. Xin Ngài rủ lòng thương thọ nhận cho. Kỳ vật lại xin Phật cho phép các tỳ kheo nhận đàn việc cúng y. Đức Phật thọ nhận và cho phép các tỳ kheo được nhận đàn việc cúng y. Đức Phật vì kỳ vực nói các diệu pháp rồi khiến về chỗ cũ. Nhân dịp này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: Kỳ vực trị bệnh ta lành, lại đem một thượng y dân cho ta, xin cho các tỳ kheo được phép nhận đàn việc cúng y ta thọ nhận và cũng cho phép các tỳ kheo nhận đàn việt cúng y từ nay các tỳ kheo muốn mặc y đàn việt cho phép nhận song kẻ thiểu dục tri túc mặc y phấn tảo là điều tỳ kheo khen ngợi 2. nhận y đàn việt cúng bấy giờ các cư sĩ thành vương xá nghe phật cho phép các tỳ kheo nhận đàn việc cúng y, cùng nhau đem ba nghìn sắp kiếp bối thuần màu xanh, vàng, đỏ, đem đến dân cúng cho các tỳ kheo. Do các màu sắc nên các tỳ kheo sanh nghi, bạch Phật, Phật dạy, cho phép nhận, nhưng nên giặt cho phai màu sắc, rồi nhuộm lại để mặc. Phấn tảo y một một y gò mã một nhỏ có các tỳ kheo đến nơi gò mã quán tử thi từ chân đến đầu khởi bất tịnh quán dựng tử thi dậy quỷ nhập vào trong tử thi trương mắt le lưỡi đạp các tỳ kheo các tỳ kheo hoảng sợ phi nhân được cơ hội đoạt lấy tinh khí có vị phải chết hai nhỏ lại có một tỳ kheo đến nơi gò mã quán từ chân đến đầu thay của người nữ mới chết sanh dục tâm hành bất tịnh do đó bạch phật phật dạy không nên quán từ chân trước ba nhỏ lại có tỳ kheo quán một bên người chết dựng tử thi dậy quỷ lại nhập vào trong tử thi trương mắt le lưỡi lấy tay đánh do vậy bạch Phật. Phật dạy, đừng quán một bên mà nên quán phía trước đầu. Bốn nhỏ Lại có các tỳ kheo vì y nên đào thay người mới chết lên. Các cư sĩ thấy chê trách, nói Sa môn thích tử này, hôi thúi, bất tịnh, tại sao hạ người này lại đến trong nhà ta? Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bạch Phật, Phật dạy. Không được đào thay người chết, vi phạm, phạm đột kiết la. Tạp sự một Một, xương người, quỷ thần Một nhỏ Lại có tỳ kheo đem xương người chết để trong tăng phường. Có người đem đầu lâu của người chết để chỗ kinh hành hoặc dưới giường. Các cư sĩ thấy cơ hiềm nói các tỳ kheo bất tịnh, đáng tởm. Tại sao đem xương người chết để trong tăng phường, giống như gò mã, chứa đầu lâu của người chết như chứa bình bát? Các tỳ kheo đem vấn đề này bạch Phật, Phật dạy. Không nên làm như vậy, cũng không nên lấy tay cầm xương người chết. Vi phạm, phạm đột kiết la. Hai nhỏ Có các tỳ kheo đau mắt, thầy thuốc bảo lấy xương trán của người mài để nhỏ vào mắt. Các tỳ kheo nói: Đức Phật không cho phép chúng tôi cầm xương người chết nên cho phương thuốc khác. Thầy thuốc nói: Không có phương thuốc nào khác có thể trị được. Các tỳ kheo khởi ý niệm: Nếu Đức Thế Tôn cho phép khi có bệnh được nắm xương người chết thì bệnh này có thể lành được. Vì vậy, bạch Phật phật dạy cho phép ở chỗ vắng lấy xương lớn như hai ngón tay mài để nhỏ con mắt ba nhỏ có các tỳ kheo ăn mè mật cá thịt đến nơi gò mã tìm y phấn tảo quỷ thần không vui các tỳ kheo bạch phật phật dạy không nên ăn các vật này mà đến nơi gò mã bốn nhỏ có các tỳ kheo ở trong tăng và nhà bạch y ăn mè mật cá thịt trên lộ trình phải xuyên qua gò mã sợ đi tránh đường khác do đó bị lạc đoàn bạch phật phật dạy nếu không sợ thì cho phép đi qua một bên năm nhỏ có các tỳ kheo thường đến nơi gò mã xin được cá thịt ăn không dám trở lại bạch phật phật dạy nếu không sợ thì cho phép trở lại có các tỳ kheo mồng tám mười bốn mười lăm trong tháng tới lui nơi gò mã tìm y phấn tảo các quỷ thần những ngày ấy cũng tập hợp nói với các tỳ kheo nay là ngày chúng tôi tập hợp lý do gì các thầy lại đến các tỳ kheo bạch phật phật dạy những ngày ấy không nên đến nơi gò mã tỳ kheo thường ở nơi gò mã và trên lộ trình ngày ấy đều không dám đến nơi gò mã bạch phật phật dạy nếu không sợ thì được phép sáu nhỏ có các tỳ kheo đại tiểu tiện nơi gò mã các quỷ thần cơ hiềm chê trách nói tại sao lại đại tiểu tiện nơi trú xứ của tôi các tỳ kheo bạch phật phật dạy không nên làm như vậy có gò mã rộng xa các tỳ kheo đi ngang qua không dám hành sự đại tiểu tiện do đó bị bệnh bạch phật phật dạy nên khẩy móng tay trước sau đó mới tiện lợi nếu quỷ thần muốn nghe kinh điển nên tụng kinh nói pháp đó là điều nên làm. 2. Các loại y quý Một nhỏ Khi ấy, vua Ca Di đem y quý Khâm Bà La tặng cho kỳ vực. Kỳ vực liền đem đến Tăng Phường cũng cho Tăng. Các tỳ kheo không biết nên thế nào. Bạch Phật Phật dạy Nên thọ dụng để trang nghiêm bảo tháp. Hai nhỏ có các tỳ kheo nhận được thảm tạp sắc bằng lông dài hay ngắn và không phải lông, không dám thọ, bạch Phật, Phật dạy. Cho phép thọ nếu tạp sắc thì cho phép giặt, cho hoại sắc rồi mới dùng. Nếu không thể làm sắc thuần kia hoại đi thì cho phép trải trong tăng phường. Ba nhỏ có các tỳ kheo nhận được dạ đã thành và chưa thành không dám thọ để may bạch phật phật dạy cho phép thọ để may y phấn tảo hai một có các tỳ kheo muốn lượm y phấn tảo nơi ngã tư đường hẻm bạch phật phật dạy cho phép lượm khi ấy nơi ngã tư đường hẻm có bạch y, cởi y để đại tiểu tiện. Các tỳ kheo tưởng là y phấn tảo, lấy. Người kia nói, Đại Đức, đừng lấy y của tôi. Tỳ kheo nói, Tôi tưởng là y phấn tảo, cho nên lấy. Bạch y lại nói, Thầy không ngó kỹ để lấy, lấy như vậy thành lấy trộm. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, nên xem xét kỹ có bụi bặm, có nám nắng, có vẻ lâu cũ, nhận xét kỹ rồi hỏi người, sau đó mới lấy. Hai, Các tỳ kheo lượm y phấn tảo, chưa giặt, mà đem vào trong phòng, hôi thúi, bất tịnh. Bạch Phật, Phật dạy, không nên chưa giặt mà đem vào trong phòng. Có các tỳ kheo lượm y phấn tảo, không giặt liền, để sanh trùng, bạch Phật, Phật dạy nên giặt sạch liền. 3. Có các tỳ kheo giặt y phấn tảo nơi ao sạch và trong dòng nước sạch, bạch Phật, Phật dạy không nên làm như vậy. Có các tỳ kheo lấy chậu sạch giặt y phấn tảo, bạch Phật, Phật dạy không nên làm vậy đàn việt thí y ba đức phật từ thành vương xá cùng đại tỳ kheo tăng một nghìn hai trăm năm mươi vị du hành trong nhân gian các tỳ kheo vác y phấn tảo trông thấy việc này đức phật khởi ý niệm ta nên vì các tỳ kheo quy định thọ y đàn việt dân cúng bao nhiêu là vừa bấy giờ vua Bình Sa nghe Đức Phật cùng 1250 tỳ kheo du hành trong nhân gian, khởi ý niệm. Nay ta có thể dùng bốn loại binh thị vệ Đức Thế Tôn du hành trong lĩnh vực của nước ta. Nghĩ rồi, liền ra lệnh trang nghiêm bốn loại binh theo hầu sau Đức Phật. Tuần tự qua các nơi, Đức Phật đi đến sông Hằng. Muốn đến nước Bạc Kỳ, phải lội qua sông. Tôn giả một kiền liên nghĩ. Nếu dùng thuyền để qua, sợ nhà vua chờ lâu, phí bỏ công việc. Nay ta nên dùng thần lực khiến cho nước cạn. Nghĩ rồi liền khiến cho nước cạn. Đức Phật cùng các tỳ kheo đồng loạt lội qua. Đức Phật đến bờ bên kia, nói bài kệ. Tinh tấn là thuyền bè vượt qua sông rộng sâu. Ai người thấy việc này không phát tâm tính kính. Khi ấy, vua Bình Sa khởi ý niệm. Đức Phật ra khỏi biên cương của nước ta, ta nên lui về. Vua liền chắp tay từ xa, kính lễ rồi trở lui. Đến nơi tụ lạc quật trà, Đức Phật bảo các tỳ kheo. Có bốn phép, ta và các ông khi chưa đạt được thì ở trong sanh tử luân hồi không bờ bến bốn pháp đó là gì đó là thánh giới thánh định thánh tuệ và thánh giải thoát nay đã đạt rồi sanh tử đã hết phạm hạnh đã lập việc cần đã làm xong đức phật vì các tỳ kheo nói kệ giới định tuệ giải thoát nay ta giác ngộ rồi, đoạn hết các nguồn khổ, nên vì các ông nói. Một, kỹ nữ thành tỳ xá ly. Khi ấy, Đức Phật hướng dẫn 500 tỳ kheo du hành nơi nước Bạc Kỳ, muốn đến thành tỳ xá ly. Nơi đó có dâm nữ tên là A Phạm Hòa Lợi. Nghe Đức Phật Thí Tôn có đại danh Đức hiệu như lai ứng cúng đẳng chánh giác những lời ngài dạy đầu đuôi chặn giữa đều là thiện đầy đủ tướng thanh tịnh phạm hạnh du hành các nước sắp đến thành này vui mừng nói lành thi ta nguyện muốn yết kiến bà liền nghiêm sức xe tứ mã với năm trăm kỹ nữ tùy tùng ra nghinh đón đức thế tùng đức phật từ xa trông thấy bảo các tỳ kheo các thầy mỗi người đều nên hệ niệm tại tiền tự phòng hộ tâm mình đó là lời dạy của chư phật thế nào gọi là hệ niệm nghĩa là thực hành tứ niệm xứ quán nội thân tuần tự quán nơi thân để trừ vô minh khổ của thế gian quán ngoại thân nội ngoại thân và thống tâm pháp cũng như vậy. Tại tiền là thế nào? Nghĩa là đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức, đi tới, đi lui, dòm ngó trước sau, co giãn, cúi ngửa, mặc y, bưng bát, ăn uống, tiện lợi, nói, nín, thường trụ tâm nơi đó. Đó là lời dạy của ta. Ba Phạm Hòa Lợi từ xa trông thấy Đức Thế Tôn dung nhan đặc thù, các căn tịch định, có ba mươi hai tướng đại nhân, tỏa sáng quanh một tầm, giống như núi vàng, liền sanh tâm hoan hỷ, tính kính. Đến trước Đức Phật, đầu mặt kính lễ sát chân, rồi đứng lui qua một bên. Đức Phật vì bà nói các pháp nhiệm màu, chỉ dạy sự lợi ích, bà vui mừng rồi bạch Phật bạch đức thí tôn nguyện xin đức phật và chư tăng nghỉ đêm nơi vườn của con và ngày mai con xin mời thọ trai đức phật nhận lời bằng sự im lặng sau khi biết đức phật nhận lời a phạm hòa lợi liền kính lễ nhiễu quanh rồi cáo lui khi ấy năm trăm ly xa nghe đức phật cùng tỳ kheo tăng du hành trong nước hướng đến thành này, cùng nhau lập quy ước nghinh đón Đức Phật. Nếu ai không đi đón, sẽ bị phạt 500 kim tiền. Tuân hành quy ước, mọi người đều đi, hoặc cởi ngựa xanh, xe xanh, thì y phục của tất cả quyến thuộc cũng đều xanh. Vàng, đen, đỏ, trắng cũng như vậy. A Phạm Hòa Lợi giữa đường gặp họ, không chịu tránh đường, các ly xa nói lý do gì không tránh đường khiến cho xe ngựa đụng nhau a phạm hòa lợi nói tôi thỉnh phật và tăng nghỉ lại nơi vườn của tôi và sáng mai cúng giường nên không có đủ thì giờ để tránh các ly xa nói chúng tôi cũng muốn thỉnh phật bà để chúng tôi thỉnh trước bà đáp rằng đức phật đã nhận lời thỉnh của tôi rồi Tôi không thể nhường được." Các Lisa nói, "Tôi biếu bà 500.000 lượng vàng, bà để tôi thỉnh trước." Bà ta vẫn trả lời như trước. Các Lisa lại nói, "Biếu cho bà tài vật của phân nửa nước có được không?" Bà ta nói, "Giá bằng cả nước cũng không thể được." nếu các ông có thể bảo đảm ba việc này cho tôi khỏi mất thì tôi mới hứa khả các lisa hỏi ba việc ấy là gì một là bảo đảm thân mạng tôi không bị chết yểu hai là bảo đảm của cải tôi không bị tổn thất ba là bảo đảm phật thường ở đây chứ không đi chỗ khác các lisa nói tài sản tổn thất chúng tôi có thể cho được nếu đức phật đi chỗ khác chúng tôi có thể mời ở lại nhưng sự nguy khốn của mạng sống của bà ai dám bảo đảm lisa nói xong nổi giận bỏ đi đức phật từ xa thấy các lisa đến bảo các tỳ kheo muốn biết chư thiên ở đao lợi xuất nhập như thế nào thì hình ảnh các lisa đây không khác các ly xa thấy Phật, dung nhan đặc thù, các căn tịch định, có ba mươi hai tướng đại nhân, tỏa sáng quanh một tầm, giống như núi vàng, liền xuống xe đi bộ, tiến đến trước Phật, đầu mặt kính lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên. Khi ấy, trong chúng kia, có một ma nạp tên Tân Kỳ Gia, từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, quỳ gối, chắp tay, bạch Phật. Con muốn dùng bài kệ khen ngợi Thế Tôn. Đức Phật dạy, tùy ý ngươi. Ma Nạp liền nói, Bình xa được thiện lợi, ương già cầm giáp ngọc. Phật xưa sanh nơi đây, tiếng vang như sấm sét cũng như hoa mới nở. Ngạt ngào ngát mùi thơm, xem Phật thân sáng rực, như mặt trời rực rỡ, như trăng tròn vàng vạt, trên vòm trời không mây, thí tuôn thân chói sáng, sáng tỏa không gì hơn, Phật tuệ xoay cùng khắp, tiêu diệt lòng tối tâm, cho thế gian con mắt, quyết đoán các nghi hoặc Các ly xa nghe kệ hoan hỷ, liền tặng năm trăm chiếc áo. Ma nạp nói, tôi không cần áo nguyện được thỉnh phật trước đức phật dạy ly xa có thể cho phép thỉnh trước ma nạp liền thỉnh phật và tăng y vẫn được tặng ma nạp nhận được y liền dâng cúng phật đức phật thọ nhận bảo các ly xa ở đời có năm điều quý báu rất khó được gặp một chư phật thí tôn Hai, những lời do Đức Phật dạy. 3. Hiểu rõ lời Phật dạy. 4. Làm theo điều đã nghe. 5. Người không quên ân nhỏ. Các ly xa nghe Pháp hoan hỷ, cùng nhau nghị bàn. Đức Phật không ở đây lâu, mỗi người cũng riêng rẽ, không thể nào giáp khắp được. Nay ta nên tập trung tất cả phẩm vật, rồi tùy theo đó mà cúng dường hàng ngày chẳng phải chủng tộc ta không cho phép dự vào a phạm hòa lợi suốt đêm làm các thức ăn ngon bổ rồi sáng ngày đem đến nơi vườn trải tọa cụ xong thỉnh phật và tăng thọ trai đức phật bảo các tỳ kheo các thầy hệ niệm cùng thọ bữa trai này tất cả đều an tọa nơi tòa Nại nữ tự tay pha chế thức ăn một cách hoan hỷ, không lẫn lộn. Nại nữ là tên khác của A Phạm Hòa Lợi, được dịch từ Phạn ngữ gọi là Nại, tức cây xoài. Người nữ này được sinh ra trên cây xoài nên gọi Nại nữ. Thọ trai xong, lấy nước rửa rồi, Nại nữ đứng lui qua một bên bạch Phật. Các vườn nơi Tỳ Xá Ly vườn này là đệ nhất con sửa soạn ngôi vườn này là muốn để làm việc phước nay xin dân cúng thế tôn xin thế tôn nạp thọ đức phật dạy nên cúng cho tăng để được quả báo lớn nại nữ lại một lần nữa xin cúng cho phật đức phật dạy nên cúng cho tăng trong tăng có ta nại nữ vâng lời phật dạy liền dân cúng cho tăng, rồi lấy cái ghế nhỏ, ngồi trước Đức Phật. Đức Phật vì nại nữ, nói bài kệ tùy hỷ, như bài kệ mà Đức Phật đã nói với Tỳ Lan Nhã. Vân vân, Đức Phật lại nói các pháp vi diệu, chỉ bày sự lợi ích, bà hoan hỷ, từ chỗ ngồi được mắt pháp trong sạch. Kỷ đó, thọ ba quy và năm giới, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, kính lễ Đức Phật, xong cáo lui. 2. Ba Y Sau đó, các ly sa cúng dường theo kế hoạch đã nghỉ bàn. Đức Phật từ Tỳ Xá Ly tuần tự du hành đến tháp Bát Giá La. Khi ấy vào mùa đông, Phật mặc một chiếc y ngủ nơi đất trống. Phần đầu của đêm vừa qua, cảm thấy lạnh, lại mặc thêm một chiếc y. Quá giữa đêm, cảm thấy lạnh, lại mặc thêm một chiếc áo nữa. Không thấy cốn khổ do lạnh, Phật nghĩ. Vị lai các tỳ kheo, nếu không phải hứng chịu sự lạnh lẽo, thì nên chứa đủ ba y để chế ngự. Nay ta có thể vì các tỳ kheo quy định chứa ba y. Do việc này, sáng ngày, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng bảo các tỳ kheo. Trước đây khi vô hành nơi thành Vương Xá, thấy các tỳ kheo phải mang nặng vì y, bấy giờ muốn quy định mức lượng y đàn việc cúng. Đêm vừa qua, thời tiết rất lạnh. Trước hết ta mặc một y, giữa đêm cảm thấy lạnh, lại mặc thêm một y nữa. Cuối đêm còn cảm thấy lạnh, lại mặc thêm một y nữa ta thấy an ổn vì có đủ sự ấm áp liền khởi ý nghĩ vị lai các tỳ kheo nếu không chịu lạnh được thì nên mặc đủ ba y để chế ngự nó nay ta có thể vì các tỳ kheo quy định cho chứa cất ba y nay vì mười điều lợi nên vì các tỳ kheo quy định chứa ba y không cho phép chứa dư nếu y bị hư hoại cho phép tu bổ dùng kim chỉ vá lại bị lủng lỗ cũng cho phép vá lại cho thẳng khi ấy các tỳ kheo chứa y câu tu la là loại mũ đội trên đầu các cư sĩ thấy cơ hiềm nói tỳ kheo mặc câu tu la đâu có khác gì chúng ta mặc y quán đầu các tỳ kheo bạch phật phật dạy không cho phép mặc y câu tu la vi phạm phạm đột kiết la có một tỳ kheo y an đà hội bị hư hoại quyền biến hiệp lại may thành câu tu la để mặc sau đó sanh nghi hối bạch phật phật dạy cho phép tạm thời may để mặc có các tỳ kheo cất chứa y quán đầu và có y tụ câu nhíp khoác lên trên. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy. Không cho phép chứa y quán đầu và tụ y vi phạm phạm đột chiếc la. Nếu nhận được cho phép thọ, hư hoại thì làm y khác. Y quán đầu là loại y có cổ khi khoác chui đầu qua. Y tụ, theo hán ngữ, là tụ y. Giải thích là loại áo kép sắp gấp y bằng mảnh gỗ ghép, ghép nhiều miếng ván lại. Có một ngoại đạo dùng chỉ tạp sắc mây vá trên y, làm như tranh thêu. Sau đó, xuất gia trong Phật Pháp cũng mặc y ấy. Các cư sĩ thấy cơ hiềm chê trách nói, Sa môn thích tử mặc y ngoại đạo không thể phân biệt được. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không cho phép mặc y ngoại đạo vi phạm phạm thâu lan giá. Nếu không biết đó là y ngoại đạo mà cũng chẳng phải là được Phật cho phép, đều nên phá hoại. Nếu biết là y của ngoại đạo thì nên quăng xuống lót đất, khiến cho người đạp lên trên cho mau hư hoại. Có các tỳ kheo ngồi thiền dưới gốc cây bị chim làm ồn và làm nhớp thân thể. Bạch Phật, Phật dạy cho phép đuổi chim đi hay làm nhà ngồi thiền